Vâng, trong buổi sáng ngày hôm nay bên em đi rất là nhiều, và đây là combo CS99 của anh Vượng ở Đồng Nai. Và bên em phải tìm phương án là gửi bằng xe. Thì hiện nay bưu điện vẫn chưa nhận những cái đơn hàng trên 5kg vào Đồng Nai. Thì bên em đã tìm phương án là chuyển xe cho anh để anh nhận được khoảng tầm 4 ngày là sẽ đến Đồng Nai. Đó, anh Vượng nhé, cảm ơn anh. Đó, một đôi loa CS99 đấy ạ. Đó, đôi CS99. Với những phương án mà bên em chuyển bằng xe thì các bác và anh em nhận rất là nhanh. Và các bác khi nhận hàng, các bác thanh toán cho nhà xe. Đó, và tất cả những sản phẩm này là bên em đã test cẩn thận rồi, đóng hàng cẩn thận đấy các bác thấy không ạ. Ngoài trời Hà Nội thì đang mưa, đang cơn mưa. Bên em đã bọc những cái màng co chống nước rất là cẩn thận để làm sao mà không bị thấm nước vì đồ điện tử mà. Đó. Kể cả bên trong bên em cũng có những xốp chống sốc rất là cẩn thận và chắc chắn. Đó, đây là con xốp F1500 màu vân gỗ. Đây là xốp Vivus F1500 màu vân gỗ, cực đẹp, cực sang. Đó, bên em cũng phải tìm mọi phương án để các bác và anh em có thể nhận được hàng sớm nhất có thể. Nhờ với những sự quảng cáo cũng như hướng dẫn chi tiết tận tình về tất cả những sản phẩm của bên công ty thì các bác và anh em rất là yên tâm. Nên là rất là yên tâm khi mà đặt hàng. Đó, bộ của anh Vượng Đồng Nai đấy ạ. Đó, anh lấy thêm con đẩy liền vang DSX7 nữa. 2 triệu rồi. Và khi nhận hàng anh thanh toán có thể DSX7 đấy ạ. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì em có một chuyến xe lắp 5-6 bộ ở dưới Hải Phòng. Và ngày hôm nay đi xe nữa là một bộ combo của anh Vượng ở Đồng Nai các bác nhé. Các bác và anh em yên tâm khi mà đặt hàng bên ZK Audio. Bên em sẽ có những cái khâu tư vấn cũng như khâu chia sẻ để làm sao các bác và anh em đặt những được sản phẩm phù hợp nhất. Vâng, rất là cảm ơn anh Vượng. Sau đây xin phép được khép lại video và chúc tất cả anh em sức khỏe. Và chúc anh Vượng và gia đình luôn luôn mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.